giỏi lắm. Anh ăn mặc đẹp, đi đám cưới người yêu cũ để nó tiếc anh đúng không? Vẫn còn lưu luyến nhau quá nhỉ? Thế thì để anh đi thay cái khác. Bộ này thế nào hả em? Giỏi lắm. Anh ăn mặc xấu để nó không tiếc anh, rồi yên tâm đi cưới người khác đúng không? Vẫn còn quan tâm nó quá nhỉ? Thế này không được, thế kia cũng chẳng sao. Tốt nhất là chỉ mặc mỗi một cái lá bàng. Nếu anh nghĩ, nhưng anh cũng chỉ cần hái cái lá khế bên tràng ra anh. Em sai rồi. Không, là anh sai. Anh tự nhận mình sai. Để tôi dằn mặt, tôi chết sớm, để anh đi lấy đứa khác đúng không? Giỏi lắm. Anh viết gì đấy? Ở ngoài này khổ quá, anh không chịu được. Anh viết đơn xin vào trại tâm thần.